Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương mục Nhà đẹp của Thảo Luân Hôm. Quý vị thân mến, cho đến thời điểm hiện tại thì nhà phố vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chủ đầu tư. Chính vì sở hữu được nét kiến trúc độc đáo, dễ xây dựng và không kén diện tích, mẫu nhà này đã trở thành tâm điểm trong các lối kiến trúc nhà đẹp ở Việt Nam trong năm 2022 này. Nhưng nhà chỉ đẹp thôi thì vẫn chưa đủ. Đối với các công trình nhà ở còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau: chi phí xây dựng hợp lý, công năng sử dụng tiện nghi, hợp phong thủy và đáp ứng được các nhu cầu của gia chủ. Điển hình như ngôi nhà của chị Hồng ở Thanh Hóa được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Thảo Luân Hôm xin kính chào quý khách. Tự hào luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công trọn gói nhà ở trên toàn quốc, với sứ mệnh mang đến một sự khác biệt, một phong cách riêng trong quá trình kiến tạo từng không gian sống cho khách hàng. Hệ thống chi nhánh trải dài cả nước, Thảo Luân Hôm luôn hướng đến mục tiêu tạo ra xu thế nhà đẹp, thiết kế mang tầm đẳng cấp quốc tế, thẩm mỹ cao, hợp phong thủy, công năng sử dụng hợp lý và phù hợp với ngân sách của mỗi gia đình. Để được hỗ trợ tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0834 547474, 0919 547474. Thảo Luân Hôm, kiến tạo không gian, vững xây hạnh phúc. Chị Hồng là chủ nhân của ngôi nhà phố 3 tầng được Thảo Luân Hôm thiết kế và thi công trọn gói. Ngôi nhà được các kiến trúc sư tính toán, chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Thiết kế nhà phố vuông vức giúp ngôi nhà trở nên hiện đại và mới mẻ hơn bao giờ hết. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng tinh tế, kết hợp với màu vàng nâu, giúp cho ngôi nhà trở nên sang trọng. Ngôi nhà có khoảng sân đủ lớn để gia chủ có thể đổ xe hay trưng bày hoa cảnh. Hệ cửa cổng chắc chắn, họa tiết kẻ sọc giúp đảm bảo được an ninh nhưng vẫn giữ được sự thoáng mát cho không gian bên trong ngôi nhà. Toàn bộ hệ cửa chính của ngôi nhà được làm từ kính cường lực khung nhôm sinh pha, giúp cho ngôi nhà hưởng được nhiều ánh sáng tự nhiên và mở rộng được không gian. Vừa rồi là toàn bộ ngoại thất của ngôi nhà phố 3 tầng hiện đại. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Thảo Luân Hôm khám phá ngay chi tiết nội thất bên trong ngôi nhà có gì đặc biệt nha. Tại tầng 1 được các kiến trúc sư Thảo Luân Hôm thiết kế với công năng sử dụng bao gồm một phòng khách, một phòng bếp ăn, một nhà vệ sinh. Từ cửa chính bước vào, đầu tiên chúng ta bắt gặp ngay không gian phòng khách rộng khoảng 12m2. Tại đây được bố trí một bộ bàn ghế sofa êm ái và một chiếc tivi siêu mỏng, tạo nên không gian thanh lịch để gia chủ có thể tiếp khách hoặc thư giãn. Tiếp theo là một phòng bếp có diện tích khoảng 7m2 với thiết kế hệ bếp chữ L, giúp tiết kiệm được không gian, tạo cảm giác thoải mái khi nấu nướng và sinh hoạt. Kế phòng bếp là một nhà vệ sinh chung giúp thuận tiện trong việc sinh hoạt hàng ngày. Tiến lên tầng 2, công năng sử dụng tại đây bao gồm 2 phòng ngủ với diện tích lần lượt là 13m2 và 18m2 và một nhà vệ sinh chung rộng khoảng 3,7m2. Tại mỗi phòng ngủ được bố trí một giường ngủ lớn, một tủ đựng đồ và đặc biệt tại phòng ngủ 18m2 còn được bố trí thêm một chiếc tivi hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn của các thành viên trong gia đình. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tiến lên tầng 3 của ngôi nhà. Tại tầng 3 của ngôi nhà được các kiến trúc sư thiết kế với mặt bằng công năng sử dụng bao gồm một phòng ngủ rộng rãi khoảng 15m2, được bố trí nội thất như ở tầng 2 và một phòng vệ sinh khoảng 6m2, thuận tiện trong việc sinh hoạt. Ngoài ra, tại tầng 3 còn có sân thượng rộng rãi, thoáng mát và khu vực sân chơi dành để phơi đồ rất tiện nghi. Tổng quan nội thất và ngoại thất của ngôi nhà vô cùng hài hòa với nhau, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ và tiện nghi trong sử dụng. Chúng ta vừa tham quan qua ngôi nhà phố 3 tầng của chị Hồng ở Thanh Hóa. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này hay có dự định thiết kế và thi công nhà hợp phong thủy, hãy nhấc máy lên và gọi ngay với chúng tôi qua số hotline 0834 547474, 0919 547474 hoặc 0374 335566 để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Luân Hôm liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe kênh Thảo Luân Hôm để theo dõi và cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.